Trong thời gian chưa đầy 2 tháng từ sau quyết định số 34 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý Thị trường có hiệu lực, các đơn vị liên quan đã khẩn trương quyết liệt trong việc xử lý công việc ở mỗi địa phương để bàn giao về Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương. Đến nay, công tác bàn giao các chi cục quản lý thị trường của các tỉnh, thành phố trong cả nước đã được hoàn tất. Theo quy định, thì lực lượng quản lý thị trường được tổ chức theo hệ thống ngành dọc từ trung ương đến địa phương. Tại địa phương, cơ quan quản lý thị trường được thành lập đơn vị cấp cục, trực thuộc Tổng cục Quản lý Thị trường. Theo Bộ Công Thương, đề án thành lập 19 cục quản lý thị trường liên tỉnh sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định trước tháng 12 năm 2019. Theo đó, sẽ giảm từ 63 cục cấp tỉnh, thành phố xuống còn 44 cục cấp tỉnh, thành phố và liên tỉnh.